Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Guppy, Quy Nguyễn Bến Tre đây. Thì hôm nay mình quay trở lại với các bạn với một cái nội dung clip là ví dụ như các bạn có 100 hồ thì các bạn có cần phải có tới 100 cái dụng cụ để hút cặn hay không? Thì câu trả lời ngày hôm nay là mình sẽ có một cái clip để chứng minh cho các bạn xem, để làm thực tế và trải nghiệm thực tế cho các bạn xem luôn. Là ở bên mình hiện tại tầm khoảng vài chục hồ thôi vài chục hồ với lại thùng xốp với lại là khay nhựa đồ luôn, hồ bạc luôn, chắc tầm khoảng 50 hồ thì 50 hồ hơn, 50-60 hồ gì đó. Và cái dụng cụ hút cặn của mình rất là đơn giản. Nếu mà nhẫn ngoài những cái hồ lớn á, thì mình sử dụng một cái đoạn ống. Ống này ống phi 16 thì nó cũng hơi nhỏ nữa. Thì cái ống này tầm khoảng 2,5 m thì mình để sử dụng mình hút cặn đó, các bạn thấy không? Nó hút rất là hiệu quả, rất là sạch trơn luôn. Thì khi mà cái hồ bạc mà các bạn sử dụng oxy á, là cái cặn, cái phân cá nó sẽ gom lại ngay chỗ cái cục sủi oxy. Thì mình gần ra mình hút một phát một là xong. Mình hút cặn, dùng ống hút cặn nha các bạn, chứ mình không có hút phân nha. Đó. Thì hầu như là tất cả những cái hồ thì mình đều sử dụng chung cái dụng cụ để hút cặn luôn. Và mình không có quan tâm tới cái vấn đề mà nó lây bệnh này nọ. Thì thật ra đó là một cái kinh nghiệm mà mình trải thực tế nhất từ lúc mà mình nuôi cá đến giờ luôn. Là nhiều anh em mới nuôi cá rất là hoang mang cái vụ là ví dụ là cái hồ này bệnh, rồi xong các bạn lỡ các bạn thọt cái ống hút cặn vào, các bạn sử dụng trong cái hồ bệnh đó, xong các bạn thọt qua những cái hồ khác thì nó sẽ lây hết toàn bộ những cái hồ khác. Thì mình hầu như là không biết các bạn như thế nào, thì các bạn có thể comment ý kiến cho mình biết nha. Chứ hiện tại là mình không có quan tâm tới cái vấn đề đó. Khi mà các bạn nuôi cái số lượng rồi á, các bạn làm được cái số lượng rồi á, với lại là cá con của các bạn thuần lên, thuần nước ở nhà lên được rồi, thì nó rất là dễ, rất là đơn giản. Mình thì mình không khuyến khích các bạn làm theo cách của mình. Mình trên đây là mình chỉ chia sẻ lại cái cách làm của mình hiện tại thôi. Mình thấy nó có một cái điểm không hợp lý lắm. Vì giống như mình nói lúc ban đầu, ví dụ như cái hồ cá của nhà bạn có tới 100 hồ, không lẽ là bạn phải mua tới 100 cái dụng cụ hút cặn, mà một hồ là một cái dụng cụ hút cặn hay sao? Đó rất là phiền phức, phải nói là rất tốn chi phí này nọ. Thì mình thật chất là mình không quan tâm tới cái vấn đề đó. Là mình cứ thế là cứ một cái dụng cụ hút cặn mình sử dụng hết cho toàn bộ hồ cá luôn. Là hồ bệnh, hồ này nọ gì hết là mình cũng đều sử dụng chung một cái. Đó, nó không có vấn đề gì hết trơn. Là đồng ý thì đôi lúc là nó sẽ có bị bệnh một vài hồ. Thì các bạn nuôi cá thì các bạn cũng đã biết rồi đó. Cá bệnh thì đó là chuyện đương nhiên, và cá chết đó cũng là một chuyện đương nhiên. Nó không có gì mà xa lạ hết trơn. Thì cá bệnh thì mình trị, còn nếu mà trị không hết thì nó chết. Đó, vấn đề là nó xoay quanh cái vấn đề đó, nó chỗ đó đó. Thì ngay cả mình vậy, lúc mà mới bắt đầu mà chơi cá, bắt đầu mà nuôi cá thì mình rất là hoang mang cái vấn đề là ví dụ bây giờ mình làm tầm khoảng 100 hồ, không lẽ ra bây giờ mình sẽ mua tới 100 cái dụng cụ để hút cặn sao? Đó, dụng cụ hút cặn thường thường các bạn mua, các bạn thấy những cái dụng cụ tầm khoảng 30.000 một cái, thì 100 cái các bạn thấy bao nhiêu tiền này? 3 triệu hả? Đó, 3 triệu chỉ cho những cái dụng cụ hút cặn thôi là bạn thấy có đáng không? Đó, không đáng chút nào luôn. Và mình thấy nó cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Thì chung quy tóm lại cái vấn đề ngày hôm nay là mình muốn chia sẻ cho các bạn biết là cái cách của mình đang sử dụng tại cái chỗ nuôi cá của mình là mình chỉ sử dụng một cái dụng cụ hút cặn duy nhất mà thôi. Là nó đơn giản, chỉ có cái ống nước vậy thôi. Đó, rồi vậy, cứ thế là mình hút thôi, mình chọt từ hồ này qua hồ khác rồi mình chơi thôi, chứ mình không có quan tâm tới cái vấn đề là lây bệnh lây gì hết trơn. Nếu mà bạn kỹ nha thì những cái hồ cá mà các bạn nhìn thấy bằng mắt thường, các bạn thấy cái không có dấu hiệu gì hết, cá vẫn khỏe mạnh bình thường, thì những cái hồ đó các bạn sẽ tiến hành các bạn hút cặn trước, xong rồi tới những cái hồ mà dạng như bạn thấy nó là có vẻ có dấu hiệu bệnh hoạn này nọ đó, thì các bạn những cái hồ đó các bạn sẽ phân loại ra để các bạn hút cặn sau. Là chung một đợt hồ đó các bạn sẽ sử dụng hút cặn một lượt. Rồi những cái hồ mà cá mà khỏe mạnh trước á, là nhìn bằng mắt thường của các bạn thấy, thì thấy nó khỏe mạnh trước thì các bạn sử dụng cái các bạn hút cặn chung với cái đợt đó thôi đó. Thì nói chung là cái cách của mình thì nó rất là đơn giản vậy thôi, nó không có gì mà nó phiền phức tạp thôi. Thì ở đây mình sử dụng một cái đoạn ống, cái ống xanh là mình mua trên Shopee nè, là 1m2, thì mình nối vô thì cho nó dài để mình sử dụng trên cái khay tầng của mình thôi. Tại vì khay tầng của mình nó tới 4 tầng lận. Khi mà các bạn sử dụng cái ống hút cặn mà mình mua sẵn ở trên mạng á, là nó chỉ tới cái khúc mà mình quấn băng keo đen à. Nó rất là ngắn, khi mà mình hút cặn mình đưa lên cái tầng cao nhất thì nó sẽ bị lủng lẳng. Đó, rất là khó chịu đó. Khi mà mình nối vô xong rồi cứ thế là mình hút cặn thôi, chứ không có vấn đề gì hết á. Rồi ở bên trong đây thì mình sử dụng cái ống hút cặn này,
ống hút cặn mình mua xong thì giờ mình chế. Còn ở ngoài hồ bạc lớn thì mình sử dụng cái ống đoạn ống 16, giống như lúc nãy đó mình quay cho các bạn xem á, nó là cứ vậy thôi, mình thọt từ khay này qua khay kia để mình hút thôi chứ không có cái gì hết trơn. Thì mình nói nó không phải gì, khi các bạn nuôi cá mà các bạn kỹ quá thì mình không có giải quyết được vấn đề gì trơn. Khi mà bạn làm ra số lượng rồi thì các bạn sẽ hiểu mà cái hôm nay là mình nói đúng hay nói sai. Nó khi mà bạn làm ra số lượng nhiều rồi, bạn không thể nào mà bạn quản lý mà cứ một hồ là một cái dụng cụ hút cạn, một hồ là một cây vợt. Nó tới khi đó là các bạn tự động các bạn thấy là những cái điều đó là nó quá dư thừa, nó quá thừa thải và nó không hợp lý. Đó, thì đó là cái cách mà hiện tại là mình đang nuôi thôi. Mình không khuyến khích các bạn, thì các bạn nếu mà các bạn kỹ, các bạn có thể sử dụng là một vợt, một hồ, một dụng cụ hút gặn cặn một hồ thôi. Đó, khay tàng của mình nó rất là cao, thì nó tới chiều cao nó tới 1,5 mét rồi. Đó là mình nối ống vô mình hút cặn đó, nó rất là tiện. Đó, ví dụ như cái khay này nó nước rất là dơ nè, các bạn thấy cặn nó bám ở giữa không? Nó giữa hai chỗ cái lọc vi sinh rồi đó. Rồi mình cứ thọt ống vô mình bóp rồi mình nó hút cái cặn nó ra cho sạch sẽ luôn. Nó rất là đơn giản. Ví dụ như cái nước này hồ này hiện tại là của mình là nước rất là đục mà. Cho nên là mình sẽ tiến hành mình rút bỏ tầm khoảng 40-50% nước. Đó, rồi sau khi hút cặn sạch sẽ xong rồi giờ mình cứ để ống đó, mình hút nó cho nó ra bớt nước tầm khoảng thậm chí là 50% nước luôn á, mình sẽ bơm cái nước vô. Thì cái cách thay nước của mình thì mình cũng đã có chia sẻ với các bạn trong một clip trước rồi đó, thì các bạn có thể tìm lại các bạn xem. Thì hiện tại bên mình là chỉ sử dụng cái lọc thô thôi, lọc thô mua Shopee tầm khoảng đợt mình mua là 200-300 ngàn gì luôn ship á, mình cũng không nhớ nữa. Lâu lâu các bạn thay cái lỗi lọc số 1, còn cái lỗi lọc số 2 và lỗi lọc số 3 thì thường thường tầm khoảng 3-6 tháng thì mình thay một lần đó. Chứ mình từ lúc mà mua tới giờ tầm khoảng cả năm rồi mình chưa thay lỗi số 2, số 3 nữa. Lỗi số 1 thì mình còn có thay. Đó, rồi cứ vậy là mình thọt qua nhiều hồ mà mình đi mình hút cặn thôi chứ mình không có vấn đề gì. Mình thấy là mình không có vấn đề gì khi mà phải một hồ một cái đồ hút cặn rất là mệt mỏi các bạn. Lúc mà mình mới nuôi cá mình rất là hoang mang cái vấn đề đó, tại vì mình nghe nhiều anh em chỉ á. Còn khi mà mình làm ra được cái số lượng rồi á, mình nuôi nhiều rồi thì mình bảo đảm với các bạn thôi, các bạn không thể nào mà bạn kỹ tới cái mức độ như vậy được đâu. Đó, mình hứa với các bạn luôn. Rồi thì đặc biệt hơn nữa thì khi mà mình nuôi trong hồ kiến á, giống như là hồ kiến hiện tại mình đang quay cho các bạn xem, mà là các bạn phải kỹ. Chứ nếu như các bạn nuôi hồ kiến mà các bạn không kỹ, các bạn sẽ để lại phân nó nhìn nó ghê ghê các bạn, giống như hồ kiến hiện tại mình đó, các bạn thấy không, cá nó ị ra phân rồi lớp nào cám nó còn thừa ở trong thức ăn, nó còn thừa ở trong hồ, nó nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Thì mình nuôi hồ kiến thì nói chung là cũng phải kỹ một chút xíu thì mình nhìn nó mới sướng con mắt được các bạn. Đó, còn nếu mà nó dơ quá thì mình kiểu như là thôi giờ nuôi khay nhựa hoặc là thùng xốp luôn rồi chứ cho nó khỏe. Chứ nuôi hồ kiến thì nói chung là rất là cực nha các bạn, với lại là cá rất là dễ bệnh hơn khi mà nuôi khay nhựa với lại là thùng xốp, với lại là vệ sinh, cái vấn đề mà vệ sinh nó cũng khá là phức tạp, nó mệt mỏi lắm các bạn. Khi mà kiến mà nó dơ rồi ha, là các bạn là phải chà rửa đồ mạnh tay nó mới ra, chứ không phải là chà mà nhẹ nhẹ nó ra đâu. Thường thường cái hồ kiến mình vệ sinh là mình hay sử dụng cái chai viêm, cái chai tẩy bồn cầu các bạn. Cái chai đó là mình ngâm tầm khoảng ngày, ngâm đầy cái hồ kiến luôn, mình xịt cái chai viêm nó vô, rồi mình ngâm vào tầm khoảng một ngày, rồi mình lấy bằng chải rồi mình sạc, rồi mình chà, trời ơi nó cực, đừng nói tới luôn các bạn. Đó, nói chung là nuôi cá mà cũng vì một phần đam mê thì mình mới làm được. Còn khi mà anh em nuôi mà không có đam mê á, với lại là nuôi từng khoảng vài ngày, vài tuần, nhiều thậm chí là từng khoảng tháng là anh em chán rồi. Đó. Rồi thôi, thì nói chung là hôm nay không có gì chia sẻ với các bạn nữa. Và hy vọng các bạn sẽ thích clip này và đăng ký kênh YouTube để ủng hộ cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng mình thay nước, rồi mình rút cặn hồ cá. Tại vì bây giờ là mình còn nhiều khay nhựa nè, rồi thùng xốp nè, ui trời ơi cả làng luôn. Cá mắm mùa này nói chung là còn rất là nhiều luôn các bạn ơi, bán không có bán buôn gì được á. Thì anh em hỏi mua rất là nhiều luôn, mình rất là ngại để anh em, thậm chí có những anh em năn nỉ mình kêu mình gửi được luôn, mà mình đâu còn cách nào khác nữa đâu, nó không thể nào gửi được luôn. Nói chung là mùa dịch này anh em bớt quá các bạn ơi. Rồi ok, bye bye nha, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình. Bây giờ mình sẽ đi hút tụi nó tiếp đây.